Chụp đây trước á. Đấy, chụp cái. Đấy, chụp cái đây. Đâu có quên nữa đâu. Dạ. Cái này như tối chỉ chắc hết gương nữa thì nó chuẩn. Đây toàn đứng lên đây. Chụp cho em đi. Đến nháy tối ông đứng trên. Đây để Nguyên nhá, có ánh mặt trời đẹp lắm. Có tia mặt trời luôn đẹp cực. Đứng chân tay à. Đây có tia mặt trời đấy. Bạn ơi, chúc mày nhé, Nguyên nhá. Thịnh được kiểu nhá. Sao máy của Thịnh này? Rồi. Chạy lên, Hùng chạy lên chạy. Đấy, đứng cao cao trên đi, chụp nhé, đẹp. Nhìn nó lấy cả mây cái đẹp. Quý Nhiên ra đây nhá. Đây này, đứng 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 lên kia để lấy cái là lóc nhà Phan à, cái đỉnh Phan Xipang. Ok à? Bông đâu, bông đâu, bông đâu? Nào. Đồng Vân. Rồi, xin chào. Đồng Khu. Nụ Nguyễn này đẹp quá, cảnh này quá đẹp. Đây ngồi bán nước không có cái chén à? Chỗ khác đi. Đứng ra cái cây cây kia, đây chị đứng ra chị đứng. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, cái con nhau trượt. Ấy ngãi giờ kìa. Thí ơi, Thí ơi. Mày đưa máy ra đây chụp tao mày lên đấy. Thí cao quá. Thí ơi, Thí ơi. Thí này lên chỗ nhà. Đây đây mày đưa máy của mày thằng này nó chụp. Ừ, được. Đúng. Cái nào đưa vào đây rút vào gửi về đến cho máy. Đó. Đây là thấy chưa? Thấy chưa? Nhà mình đỡ chung kiểu đâu. Đây. Có lên. Sao chứ? Ra đưa đi. Ra luôn, ra luôn. Ra gì chết nữa. Phải ngăn thôi. Đây. Có mọi người trong làng thôi. Ra cái chỗ ấy cái tảng gỗ này ngồi để lấy cái đỉnh Phan Xipang. Cậu ra cậu cầm cho như này. À, cầm như này nhé. Đây. Đúng đúng như này nhé. Đây, đây. Để cái Hưng kéo. À. Hưng kéo. Bỏ mũ ra. Vất mũ, vất mũ. Chờ đó. Bảo hết. Nó cứ lố nhố như là kiểu như là trên thảo nguyên có đàn bò đang ở trên đấy. Trông nó rất tự nhiên. Đây không có ông Đệ Hải đi, điên thật. Mình cứ phải quay này. Đây cho bà lên sóng nhá. Bà lần đầu tiên đến Vô Cực Sapa, bà thấy thích không? Vui không? Đẹp không? Cảnh đẹp không? Vâng, đẹp lắm. Mỗi tội là mỗi tội là ấy thôi, mỗi tội là cảnh đẹp quá. Nguyễn Thị Đến, Đồng Khu, Dương Quỳnh, Đồng Vân.
Đây là hội anh em của họ Đồng thôn Khê Khẩu, Chí Linh, Hải Dương. Nào, đứng đây ngay đây. Đứng lên nắng, đứng lên nắng đi nhanh nhanh, còn nhiều chỗ lắm, đừng quanh quẩn đây mãi. Còn nhiều chỗ. Dì dì đứng hẳn ra, đừng để chỗ gì. Đứng đứng ra chỗ nắng đi, đừng đứng cái chỗ ấy. Tại mình đứng chứ tại ảnh à. Đứng đây em chụp được. Xa thì nó bé mặt. Bé gì mặt đi cái mâm, bé gì.